Why you always in the mood? Fuck around and I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by the rules. Everything will better with you. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Trương Nguyễn đây. Thì dạo gần đây á, không phải là dạo gần đây nữa mà hầu như á, tất cả các mọi cái clip mà mọi người xem á thì mình hay ăn cơm này, xem TV, rồi chơi laptop rồi cái kiểu. Thì hôm nay á, cái clip này á, mình sẽ làm một ngày không đụng tới các thiết bị công nghệ, chẳng hạn như là TV, laptop, rồi điện thoại rồi nào. Nhưng mà mình sẽ giữ lại một cái điện thoại để mình quay cho mọi người xem cái ngày hôm nay của mình như thế nào. Ok, và bây giờ thì việc đầu tiên của buổi sáng đó chính là mình phải ăn sáng, đúng không? Bây giờ mình đi xuống dưới mình làm đồ ăn sáng, xong rồi mình lên lại phòng của mình để mình làm những cái việc tiếp theo đó mà không cần dùng tới các thiết bị điện thoại hay là máy tính, laptop rồi cái kiểu. Bây giờ mình đi thôi. Đi xuống tới dưới nhà thì mình mới chợt nhớ là mình chưa uống thuốc, thế là mình phải cầm hai cái viên này để uống liền. Do hôm nay là ngày rằm á, cho nên là mẹ mình đã chưng bông lan nè. Mẹ mình còn kêu mình á là quay lên cho mọi người coi đi, tại bông lan nó đẹp. Tất nhiên rằm không thể nào thiếu món chay được. Món này là món bún xào chay đó mà mình khoái cái tàu hũ lắm. Ăn xong thì mình cũng không quên rửa chén. Xong cái mẹ mình kêu mình rửa luôn mấy cái chum cho ông táo với ông địa nữa nè. Ok, thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người ra ngoài cái vườn mà hồi trước dịch mình với mẹ mình đã trồng nha. Đây là cây ớt nè. Thôi để mình quay cái camera sau lại cho mọi người dễ thấy nha. Đây, cái này là mẹ mình làm phân gì đó mình không biết đâu nha. Còn đây là ớt nè, nha đam, rồi cây quế, rau răm, rồi quế, rồi ngò nè. Đó, mọi người thấy cây rau răm không? Hồi cái đợt trước ăn bánh chén á, Việt Thi nó ra nó bứt hết cây rau răm của mẹ mình luôn. Bây giờ nhỏ mới mọc lên lại được. Rồi hình như là cái này cái xả hay phải. Rồi rau lan. Đây, tổng quan cho mọi người xem nha. Đó, nguyên một cái vườn, nào là chim, nào là cây. Vườn chim này là của cha mình. Đó, rồi hành nè, hành mẹ mình cắt riết rồi còn lấy que mấy cọng. Mấy cái rau này là hình như mình nhớ là có cà chua nè. Rồi cái mấy cây cà chua không biết ở đâu rồi đó, mình cũng không biết luôn á. Rồi cây bí nè, rồi cây khổ qua, rồi cây mồng tơi. Đó, nhiều lắm luôn. Còn này là chim của cha mình nè. Mọi người thấy không? Đó, đây. Đây, nó ra hoa rồi nè cả nhà. Rồi còn ra trái nữa. Mọi người thấy không? Biết chiếc ti á. Rồi mọi người nghe chim kêu không? Rồi có hai con này dưới đây nữa, xuất hiện thêm hai con này nữa. Đó, còn cây này là cái vàng này là mình mẹ mình để cho nó leo cái vườn chim của mẹ mình. Rồi có một cái cây quen thuộc đối với mình, đó chính là cây hoa đậu bí. Đây, vườn chim của cha mình. Đó. Còn đó, đây là cây gì mình cũng không biết, như cây bí. Còn này là khổ qua thì phải. Rồi, đi vòng tới nữa là cái vườn cây của Út mình. Đó, này cũng có cây xả, nhà mình trồng xả nhiều lắm để cho để xông, để mà kiểu xông người á. Rồi cái này là cái gì mình cũng biết luôn. Cái này là cây rau muống nè cả nhà. Thường á mấy con mèo á nó hay ra kiếm cỏ đồ ăn để nó ội cái búi lông của nó ra đó. Thì mấy mèo nhà mình nó hay đó, mọi người thấy không? Nếu mà đăng lên Út mình thấy nào mình cũng qua Út mình chửi tụi nó. Này là cây cải bẹ xanh với lại cây rau được cả nhà. Đó là hồi nãy mình nói rồi, là cây rau muống. Yeah. Hơi ồn xíu nha, tại vì xe công nó chạy nhiều quá cả nhà. Đó, xong cái thì ẩm ướt thì nó có cây nấm nè. Còn con này ở đâu đây đây? Cái này là cây quế hay gì á? Cây gì á mình quên mất tiêu rồi, cây ngò gai hả? Đó. Rồi Út mình có cây lá dứa. Đây, cây dứa mọi người thấy không? Tại sao nó bị như vậy? Tại vì mẹ mình với mấy hai mình nó hay nấu chè dứa đồ này nọ đó. Là bỏ cái trên lá dứa cho nó thơm với lại cho nó có màu á. Thế là cái cây dứa của Út mình nó chùi lủi không còn cái lá nào hết. May mắn là Út mình còn được cái lá bên này. Xong một vàng nữa. Đây là mấy con mèo của mấy hai mình nè. Đó, mấy con mèo của mấy hai mình gặp con mèo của mình. Trời ơi. Còn phía bên này, hồi nãy là cái vàng bên này, còn bây giờ là cái vàng bên này.
này hình như là mồng tơi á cả nhà. Đây là mồng tơi. Cũng bí nữa nè. Đó mà bí của Út mình ra bông quá trời luôn. Cây của Út mình đúng tốt luôn rồi, có cây đu đủ nữa. Đó rồi đó, mọi người có thấy không? Nguyên một con đường toàn là rau rau. Đây là mẹ mình. Rồi đây là những cái cây mà kiểu cây kiển á cả nhà. Cây kiển. À, mấy cây kiển này mình cũng không biết tên nữa. Ở đâu hả? Không biết tên. Cô ái cho. Đó, cuốn chợ liền. Con mực nữa nè. Nó điên thiệt sự luôn á. Ở bên nhà mình còn có cây đu đủ. Ở trước nhà chứ. Đó, cây đu đủ. Trời ơi. Đó, rồi ở trên kia là cây hoa giấy của ông ngoại mình. Mọi người có thấy không? Trái đu đủ nè. Lần đầu tiên nó ra cây, mình thấy là nhà mình trồng mà nó ra cây ra quả luôn á. Quá hạnh diện. Trồng từ hồi trước dịch mà mình nghĩ chắc hết dịch luôn mới có trái nha. Cái chung yêu nó mở mắt rồi cả nhà. Hả? Trời ơi. Con này là con trắng. Còn con đen nữa. Thôi mẹ đó, mọi người thấy không, nó đìa con nó lại, nó không có cho mình bắt thôi. Hả? Con này là con điên nè. Trời ơi, cho mình nhiều. À, con này còn ngái ngủ quá cái gì. Mình mới được cung cấp lương thực với cái này. Được hai trái bí. Bí đao. Ăn rất là giảm cân luôn. Mà gọi là ám ảnh một thời của mình á. Hồi đó mình kiểu mình to, mình bự quá. Thì ngày nào mình cũng phải ăn cái trái đó hết trơn á. Sợ luôn. Mà bây giờ mình rất là thích ăn nha. Ngon. Cái trò này viết mail cho mọi người coi nha. Mẹ mình á là thương con Tủng lắm á, cho nên là suốt ngày mẹ mình cứ làm trò với nó vậy đó. Mọi người, con mực mới bị cha mình đánh xong cái nó vậy. Đen hưng phấn bị đánh xong cái vậy luôn. Sau đó thì mẹ mình kêu mình đi dắt cam cho ngoại, bà ngoại với mình với mẹ mình nữa nè. Sau 5 phút đồng hồ trôi qua thì mình cũng đã làm được xong 4 ly. Làm cô gái lực điền dắt cam. Xong rồi thì mình còn lên phơi đồ nữa nè. Phơi ga gối ga giường chứ không phải phơi đồ nữa. Thì cái công việc tiếp theo của mình thì mình nghĩ đó chính là mình phải làm một cái thời khóa biểu, tại vì ngày mai là mình bắt đầu mình vào học rồi, cho nên là mình cần phải có một cái thời khóa biểu trước mặt mình để mình có thể xem và có thể sắp xếp những cái công việc của mình cho nó ổn thỏa cả nhà. Ok, và bây giờ mình làm thôi nha. Và cuối cùng là thành quả đây nè, chắc là mọi người cũng thấy nó trên story của mình rồi ha. Riêng mình thì mình thấy nó rất là đẹp luôn á, tuy là có hơi sến thiệt. Sau đó thì mình đã đi xuống dưới nhà và mình cúng phụ với mẹ mình. Sau cái bữa cúng đó thì có bánh cu si, thì mình ăn cái bánh cu si. Cái bánh này ngon lắm nha cả nhà. Đó, xong có một bạn xin ăn. Ôi trời,
gọi xong rồi đó, nó ăn cái bánh cuối cùng của mình luôn rồi đó. Sau đó thì mình tính lên phòng của mình thi việc thi chơi, mà mình thấy việc thi nó ngủ vậy nè cả nhà, cho nên là mình đi ngủ luôn đây. Bye bye, xíu nữa gặp nha. Ok, và cuối cùng thì cái lúc mà mình bật dậy á, thì mình coi lại đồng hồ đã 9-10 giờ tối rồi. Không hiểu sao mà ngủ dữ vậy luôn á. Cho nên là bây giờ mình phải đi tắm một xíu. Nói chung là chắc cũng rửa mình thôi, chứ giờ này tắm thì mình cũng sợ. Xong đánh răng rửa mặt skin care rồi cái kiểu là mình đi ngủ tiếp nữa rồi đó. Và cũng đã hết ngày hôm nay đó, nói chung là cũng hết ngày của mình rồi. Và video cũng xin được khép lại tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở video mới nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bye bye.